Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh của mình, Slenderman đây. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một video đó là cuộc sống trong Minecraft. Và ngày hôm nay sẽ là cuộc sống của một nhân vật trong phim hoạt hình gì quên mất tiêu rồi ta. Phim hoạt hình One Piece. Ok, thì bạn nào biết cái phim hoạt hình đó thì hãy nhớ comment ở bên dưới cho mình biết. Và ngày hôm nay sẽ là cuộc sống của ai thì hãy coi hết video để các bạn sẽ biết. Và khi coi hết video rồi mà các bạn thấy video của mình hay, hoặc các bạn thích video của mình, hoặc là bạn yêu quý mình, thì các bạn chỉ cần để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ mình nha các bạn. Còn những bạn nào là fan chân chính của mình, khi mà xem video mà thấy quảng cáo hiện lên á thì các bạn chỉ cần việc là xem hết quảng cáo đó từ 15 đến 30 giây được rồi nha các bạn. Còn không á thì cứ thấy quảng cáo hiện lên các bạn bấm thẳng vào quảng cáo đó để ủng hộ mình một gói mì tôm nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục series cuộc sống trong Minecraft. Let's go. Tôi là Zoro. Ước mơ sau này của tôi sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Hiện tại bây giờ thì tôi chỉ có khúc gỗ này thôi. Nhưng trong thời gian sắp tới, tôi sẽ cố gắng chế tạo cho mình một thanh kiếm và tôi sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. À, bây giờ thì đến giờ tập luyện của tôi rồi. Tôi sẽ sử dụng khúc gỗ này để đánh vào cái cây. Cha 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 cha. Cha. Ai làm phiền tôi vậy? Hả? Cúi Na. Trời ơi, sáng giờ bà làm cái gì mà tôi đợi bà nãy giờ? Bà có biết tôi tập luyện cực khổ không? Mà bà hỏi tôi cái gì? Bà hỏi tôi hả? Đứng đây hả? Tập luyện làm gì hả? Bà không nhớ là tôi có một cái ước mơ sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hay sao? Mà bây giờ á, giờ này bà con gái mà giờ ngủ giờ này mới dậy. Tôi tập từ sáng tới giờ luôn á. Ngủ cái gì mà thấy ghê luôn á. Sao ông này? Ông vô duyên quá à. Tao bảo tôi là con gái không được ngủ nướng hả? Còn ông là con trai chứ là ông được quyền ngủ nướng. Ông muốn làm gì thì làm nè. Mà ông nói là ông muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Mà giờ ông nhìn trên tay của ông đi. Ông đang cầm một khúc gỗ. Thì làm sao mà trở thành kiếm sĩ được? Đây nè. Đây mới là thanh kiếm nè. Tôi mới trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Còn ông chỉ là cái người cầm khúc gỗ đi đánh nhau thôi. Ông biết chưa? Cái gì? Bà dám chơi khả năng kiếm sĩ của tôi hả? Để tôi cho bà coi nè. Cha. Đó, bà làm được như tôi không mà bà nói. Trời ơi, tưởng cái gì ghê gớm lắm. Ông cầm cái cây gậy đó, ông gõ vô cái cây thôi chứ có cái gì đâu mà ghê gớm. Nếu mà ông nói ông là kiếm sĩ mạnh nhất thì ông có dám so tài đấu kiếm với tôi không? Bà nghĩ tôi sợ bà. Bây giờ bước ra đây, so tài đấu kiếm đi nào. Bây giờ đó, tôi với ông sẽ đấu kiếm, xem ai sẽ là kiếm sĩ mạnh nhất nha. Bây giờ, tới đi nào. Này thì ông hả, ông chỉ cười gãy, ông không đánh được tôi đâu. Ông nhìn đi, đây là thanh kiếm, bá đạo đi. Ông còn yếu lắm. Dạ, đau đầu quá. Trời ơi, cái bà này, bà nghĩ sao vậy? Tôi kêu là đấu kiếm mà sao bà lấy cái kiếm đó bà gõ vô đầu tôi, đau gần chết luôn vậy đó. Tức thiệt. Bà hên thôi. Hôm nay là tôi hả, tôi tập luyện mệt rồi tôi mới đánh thua bà. Để vài bữa đi tôi sẽ đấu kiếm với bà lại. Ông đừng có lý do. Yếu là yếu thôi. Tôi mới là kiếm sĩ mạnh nhất đây, còn ông chỉ là người cầm cây khúc gỗ thôi. Trời ơi, đánh nhau với ông chán quá, tôi đi về đây. Mai gặp lại, đi về đây bye bye không? Trời sáng chưa? Mới tờ mờ sáng à. Thôi,
Bây giờ ta phải dậy để đi tập luyện thôi. Khúc gỗ bây giờ tập luyện mình chán quá. Thôi qua rủ Kuina đi tập thôi. Kuina ơi, Kuina có nhà không? Kuina ơi, dậy chưa, dậy chưa? Chắc bả lại ngủ nướng rồi chứ gì. Kuina ơi, Kuina. Kuina. Thầy ơi, thầy Koshiro ơi, Kuina đâu rồi thầy? Sao hôm nay con qua con định rủ là con gái của thầy ra tập luyện đấu kiếm với con nè thầy. Ai vậy? Zoro hả? Con qua đây có chuyện gì? Con tìm Kuina hả? Không được rồi con ơi. Chuyện buồn lắm. Kuina nó bị ngã cầu thang. Nó mất rồi con ơi. Thầy nói sao? Kuina bị ngã cầu thang, mất rồi hả? Sao lại có chuyện như vậy được? Kuina là một kiếm sĩ thì làm sao mà có chuyện ngã cầu thang? Không thể nào, không thể nào, Kuina không thể nào mất được, không thể nào được, không thể nào, không thể nào được. Zoro, khoan đã, nghe ta nói đây, quay lại đây. Bây giờ, Kunai đã mất rồi. Mà đây là thanh kiếm kỷ vật của gia đình ta. Bây giờ, dù sao thì Kunai cũng là người sở hữu thanh kiếm này. Hay bây giờ, con hãy lấy thanh kiếm này đi. Coi như đó là một kỷ niệm giữa con và Kunai. Được không? Nhưng mà thưa thầy, thanh kiếm đó là kỷ vật của gia đình thầy, làm sao mà con có thể nhận được? Mà con không thể hiểu được tại sao cái cầu thang như thế này mà Kuina lại bước xuống mà té mà mất được, con không thể hiểu được. Thôi được rồi, con nghe lời thầy, con sẽ xử lấy cái thanh kiếm này coi như là một kỷ niệm giữa con và Kuina. Cảm ơn thầy đã trao thanh kiếm này cho con. Nhưng mà thầy ơi, đừng có buồn nữa. Con không thể tin được. Đừng buồn nữa thầy ơi. Được rồi. Sẽ lấy thanh kiếm này đem về coi như là một kỷ niệm giữa Zoro này và Kuina. Ông ơi, ông bán cho con thanh kiếm này đi. Con có tiền nè. Đây đây, con có tiền nè. Ông bán cho con thanh kiếm này đi. Thanh kiếm đẹp như vậy mà sao ai cũng nói nó bị nguyền rủa hết vậy? Nếu mà không ai dám sử dụng á thì đưa cho con sử dụng cho, ông bán cho con đi. Nếu mà ông đã nói ai mà sở hữu thanh kiếm này thì đều bị chết ngay lập tức. Vậy bây giờ con sẽ thử cầm thanh kiếm này lên để coi con có làm sao hay không. Ông có biết con có ước mơ sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới không? Cho nên con đã thấy trong thanh kiếm này có một sức mạnh rất là đặc biệt, giống như thanh kiếm của con đang cầm đây. Bây giờ con sẽ cầm nó lên. Nếu có chuyện gì, ông không có cần phải chịu trách nhiệm đâu. Con sẽ tự chịu trách nhiệm cho mình. Bây giờ con sẽ cầm nó lên đây. Ha ha ha, ông thấy chưa? Con đã cầm được nó rồi này. Con không hề bị cái gì hết. Ông thấy chưa? Thôi, con trả tiền cho ông. Con đi đây. Cảm ơn ông về thanh kiếm. Con đi đây. Thật không thể tin được, cậu thanh niên đó cầm được thanh kiếm bị nguyền rủa đó sao? Vậy thì thanh kiếm đó đã chọn cậu ta, may mắn cho cậu đó. Ha ha ha, chào mừng cậu tới Wano Quốc. Và theo như lời cậu nói, thanh kiếm ở sau lưng ta, nó đã chọn cậu. Nhưng mà cậu không thể nào mà lấy nó đi một cách dễ dàng được. Vì thanh kiếm này là bảo vật của Wano Quốc. Và ta, Ryuma, là người bảo vệ thanh kiếm này. Nếu cậu muốn lấy nó đi, thì cậu phải đánh bại ta. Thanh kiếm đó đã chọn mình thì không thể nào mình bỏ qua được. Mình sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.
Ha ha ha. Được rồi. Con nhận lời thách thức của ông. Bây giờ thì chiến thôi. Let's go. Với thanh kiếm màu trắng và thanh kiếm màu đỏ này thì ông sẽ không làm được gì đâu. Ông coi đi. Tuyệt chiêu. Đấy chưa, ông ta không làm gì được mình hết. Và bây giờ cố lên nào chàng trai trẻ. Ông là người phải cố lên mới đúng chứ. Ông đánh cũng đau đấy, nhưng mà không đau bằng con đâu. Ông hãy nhìn tuyệt chiêu của con đây. Cha. Ông nhìn đi, ông có thực kiếm của ông có bằng con hay không? Này thì đổi qua thanh kiếm màu đỏ. Lướt nè. Ông không làm gì được đâu. Bây giờ ông thấy như thế nào? Sức mạnh của thanh kiếm không được rồi. Ông ta khá là mạnh và khá là trâu, không thể nào mà đánh bại ông ta chứ. Ha. Thấy gì chưa? Ha. Mình đã đánh bại được ông ta và bây giờ sẽ là phần quan trọng. Mình sẽ nhận thanh kiếm này, thanh kiếm màu đen. Bây giờ thì nhận nó thôi. Bây giờ thanh kiếm màu đỏ, thanh kiếm màu trắng và thanh kiếm màu đen, đây là bộ ba thanh kiếm mà mình sẽ sử dụng. Bây giờ thì trở về nhà thôi. Mình đã có được ba thanh kiếm thần thánh rồi. Về nhà thôi. Ra thuyền trở về nhà. Ui, khoan đã. Wow. Không thể tin được. Đúng như mình dự đoán. Mình không thể nào mà sai được. Mình không thể nào mà thoát ra khỏi nơi này một cách dễ dàng được. Một binh đoàn zombie đang đợi. Được rồi, cuộc chiến sẽ chuẩn bị bắt đầu thôi. Ăn vào nào. Ngon. Rồi, tới lúc thử ha. Dù sao thì cũng thử luôn thanh kiếm vừa mới lấy được. Ok, let's go. Tới đây nào bọn zombie. Cha. Bọn zombie rẻ rách các người, làm gì được ta. Thấy gì chưa, thanh kiếm này là thanh kiếm màu trắng. Và bây giờ sẽ là thanh kiếm màu đen, để xem coi. Cha. Trời ơi, thanh kiếm màu đen còn bá đạo hơn nữa. Tuy là nó không đánh ra lửa, nhưng mà cái đường nét của nó rất đẹp. Rất đẹp. Ui, thanh kiếm hư rồi, không ổn rồi. Dù sao thì sử dụng thanh kiếm của Wano mới được. Chết rồi, thanh kiếm hư rồi. Không được rồi. Chạy ra. Cút ra các ngươi. Chạy. Mình vừa mới làm được những cái gì đây? Không biết này cái gì. Không sao. Chạy. Cuộc chiến chưa đến hồi kết đâu. Hãy xem đây. Các ngươi hãy xem đây. Thấy gì chưa? Điên cuồng luôn. Phải chưởng. Đánh như thế này mới gọi là đánh nè. Rồi, cái thanh kiếm nó hư rồi, không sao. Điên cuồng nè. Kiếm nào hư thì hai cái kiếm đó, không sợ gì hết. Ăn táo vô, đang đói, từ từ. Các ngươi từ từ, bình tĩnh. Để ta ăn táo vô một cái. Thanh kiếm này nó bị hư nữa rồi, tức thiệt. Lướt tới nè. Đúng rồi, lướt tới. Tiêu diệt sạch hết đi. Để bọn này trải rành. Tiếp tục nè. Tiếp tục, còn con nào nữa không? Lướt tới nè. Đây, mình sẽ cho các bạn coi lướt tới là như thế nào. Đây, lướt tới nè. Cái bọn nhãi nhép này. Xuống dưới hết. Đi xuống dưới. Đi. Ok, thanh kiếm nó đã hư rồi. Phải đợi nó hồi phục lại thôi. Và bây giờ thì đổi kiếm. Đổi. Vứt cái này ra hết đi. Bây giờ thì bắt đầu tiếp tục. Mấy bọn zombie này làm được gì mình? Không làm gì được hết. Tiếp tục nào. Tiếp tục. Cha. Ghê chưa. Rồi, thanh kiếm nó gãy rồi, không sao. Cố tiếp. À, gớt nữa rồi. À, cố lên, đi lên nào. Này thì đánh nè. Cha. Bổ đầu các người, bổ nè. Mấy con zombie này, đây là những cái con quái vật ở cái gì xứ sở Wano. Xứ sở Wano quốc hả? Wano nè. Cha. Ha. Rớt xuống. Ok. Bây giờ thì tiếp tục nhắm tụi nó. Ok, cái kiếm gì mà chưa gì hư rồi, hư nhanh quá. Cha. Tiêu diệt hết tụi nó đi. Hư kiếm nó rồi. Không sao, còn cái kiếm này mạnh. Cái
kiếm này, ở xuống Wano nè, sử dụng cây kiếm của Wano đánh tụi quái vật của Wano luôn. Ok, hư kiếm rồi, thôi không chơi nữa. Ok, kiếm tuy là hư nhưng mà vẫn có thể đánh được nha, vẫn có thể đánh được đây, đây đây, vẫn có thể đánh được bình thường. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu các bạn thấy video hay, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên là xem quảng cáo và lướt quảng cáo để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.